Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Hôm nay giới thiệu với quý vị và các bạn kênh Yêu Cây đang có mặt tại làng nghề Xuân Quan. Và hiện tại chúng ta đang đứng trước một sân vườn rất nhiều cây cảnh bonsai của anh Tiệp. Chúng ta nhìn thấy khung cảnh vườn đang rất nhiều cây và nhiều cây để ngắm. Chúng ta cùng vào đây giao lưu với anh. Em chào anh ạ. Anh chào em. Anh ơi, đây là lần đầu tiên kênh Yêu Cây được bấm máy giao lưu với anh. Anh có thể giới thiệu để cộng đồng Yêu Cây được làm quen với anh không? Chào cộng đồng Yêu Cây ạ. Yêu Cây ạ. Tôi nhà vườn Quang Tiệp. Hôm nay có kênh Yêu Cây về chơi thăm vườn. Thì tôi cũng là đang sửa sang mấy cây thì anh em đến chơi thì có làm cái video. Vâng. Thì đây bây giờ anh có thể giới thiệu giúp em một vài cây đang ở gần anh em mình đúng không ạ? Đây là cây là... Đây là cây si làng. Cây si là đẹp quá anh. Cây si làng. Cái cây này cái bể của nó đẹp anh nhỉ? Ừ, cái bể này anh vừa thay được năm ngoái. Mới thay năm ngoái. Cây si dáng làng đẹp quá. Thân cốt trong này đẹp. Đây là chất si gì đây anh? Si tía em ạ. Si tía. Cây này là cây hoàn thiện của anh rồi đúng không anh? Cây hoàn thiện rồi. Ngày xưa là anh... Cây này là của bonsai Hà Xuân Lợi thì đúng. Thế anh mua qua mấy người nữa rồi. Đẹp về thì anh hoàn thiện thêm. Trước kia là nó cũng lúc anh mua về là nó vẫn còn phôi dở. Thì đây bây giờ... là tác phẩm hoàn thiện của anh rồi. Để đi chơi rồi. Mang đi chơi được rồi. Mùa xuân năm tới ra với lại ra chơi nàng hoa. Anh ơi, đi vào trong này anh còn nhiều cây lắm, nhiều cây rõ lắm đúng không anh? Đây là anh ơi, em thấy cây này già cổ nhỉ? Đúng rồi. Cây này anh mua từ năm ngoái về cắt phôi, bây giờ đang dựng lại một đang cây dựng lại đấy. Ba thân quý vị ạ. Trông cái địa y nó lên từ gốc lên ngọn luôn. Cái này dáng của anh đẹp chứ nhỉ? Tổng bóng đẹp. Đúng rồi. Anh trước là thu về nhưng mà chắc cũng thu vừa phải thôi chứ không phải là thu nhỏ, cút nhỏ đâu. Vâng, thu đến cút thôi. Đây này, cút nhỏ. Đây vẫn còn cành cũ. Dạ. Cái cành cũ ấy. Đây. Nhưng mà nuôi nó cũng lớn. Vâng. Em nghĩ cái bông này thì cắt nhanh thôi đúng không anh? Ừ. Mùa này cứ khoảng 2 tháng cắt lần là được rồi. Bông bóng nhanh ngay. Đây bây giờ đang nuôi cho tốt lá lên thì thân cũng đẩy lên. Vâng. Xong rồi tới đây sẽ lại những cái cành nào to thì mình sẽ cắt đi. Vâng. Cành mà lớn lên đủ độ rồi là mình cắt. Vâng. Thế là nuôi, phải nuôi lại nuôi tiếp. Vâng. Vườn của anh Tiệp nhiều lắm. Đây chúng ta đến một cây này thì rõ ấy. Cây này cũng mới mua này. Anh ơi, đã tăng nào ra chưa? Anh mới mua. Mới mua này. Em thấy theo dõi ở trên mạng anh Quang Tiệp hay giao lưu lắm. Đấy, mua nhiều mà bán nhiều. Thôi kệ, làm cho nó vui. Đây là xanh Nam Điền này. Đây là xanh Nam Điền. Vâng. Xanh Nam Điền cổ. Một trực một hoành ôm ngọn núi. Già, cái già. Đẹp không? Cái nét đây này, cái nét thân nó chảy đấy. Đúng không? Thân chảy. Chảy, vâng. Chảy luôn thời gian. Vâng, thời gian. Chắc là ngày xưa cây này từ lâu lắm, ngày xưa là người ta nhét xỉ đây này. Đây nhét xỉ. Nhét xỉ ngày xưa là chưa có phong trào chơi đá đâu. Xỉ mới lại đây xỉ. Là xi vữa này nhỉ. Cứ cho chảy đây chứ chảy. Đây là xi vữa chứ đâu phải đá đúng không anh? Đúng rồi, đây có một ít đá thôi. Vâng. Chắc nhặt đến đá cho ở đây nhưng tức là lâu lắm rồi. Nhưng mà đa phần là xỉ. Vâng, xỉ thôi. Xỉ. Em còn nhớ cái thời đây là lâu lắm rồi. Đúng khoảng 30 năm nay rồi đấy. Đây này, cái cục xỉ này nó chảy ấy.
Xì đây cháy, xì cháy. Ừ, xì cháy đấy. Lâu rồi. Chơi lâu rồi. Em nói cái thời kỳ đấy ít nhất cách đây 30 năm trở lên. Đúng rồi. Bắt đầu đưa vào. Đây chúng ta, anh ơi cái cây này, chúng ta sang cây này nhỉ, cây này cây... Đài sen đấy. Đài sen, cây này của anh khá dị anh nhỉ? Ừ. Khá dị luôn. Đây, quý vị à, nhìn cái thân khuỷu nó xuống này. Bay ra đây này. Cây nó già nó nứt toát ra ra. Trông nó chun lại, có ngọn đầy đủ hết rồi anh. Này. Xong rồi còn thiếu mất cái bông này, bông phúc này mình. Bông này cho nó hoàn thiện nốt thôi. Cái là cây này của anh đẹp đấy. Ok rồi. Thân bên này này, chạy lên. Đẹp đấy. Không, cũng chạy lên. Anh làm bao nhiêu năm rồi? Cây này lúc anh mua về xong rồi anh rẽ ra nó hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm. Mua về mua hết à? Về cắt hết rồi. Cắt hết. Mà là hơn 1 năm đã thành. Ừ. Nhanh nhỉ? Làm anh làm ấy. Kiểu anh chỉ có làm vậy. Những cái cây nào mà anh để ý đến nó. Cái mùa này cắt nhiều thì nó sẽ ra nhanh mà. Đấy, đúng. Cắt nhiều ra nhanh. Em mùa này là em cắt rất nhiều, cứ rảnh ra lại hơn 1 năm đã được nhanh. Lại ra cắt cây. Tất cả những cái bông bóng sẽ ra nhanh. Chỗ này ấy. Những chỗ này là ngày xưa nó chếu. Nghĩa là lúc anh ca anh cắt là nó bị chếu. Chếu anh về lọc hết, anh bỏ hết. Xong rồi anh làm. Tất cả đây là đều hơn năm hết. Ừ. Cây dễ nó ra củ ấy. Trước kia ấy, lúc mới mua là hơi ngố ngố. Vì anh cho ăn theo chế độ, bây giờ nhìn dễ. Ăn theo chế độ luôn đấy. Chế độ của anh là chế độ gì anh? Anh có thể bật mí chỉ không? Chỉ cho ăn nước một tí thôi. Nghĩa là chỉ nước mặt đấy. Chỉ tí nước mặt đấy. Thế con không cho nhiều. Vâng. Thậm chí có hôm anh nhìn thấy mưa to quá anh sốt ruột đấy. Che mẹ xuất rùa đây vì này che dưới này tất nhiên là nó vẫn ở trên này nó xuống. Tức là cái phương pháp của anh là giảm nước. Giảm nước đấy. Không cho ăn nước nhiều. Chung quy thế thì cây nó già nhanh. Đúng. Mà từ cái rễ nó không lớn được. Vâng. Đây này rễ này trước ngố bây giờ nó khác chưa. Đấy là mình không cho ăn nước nhiều đấy. Gần như là cho ăn nước ít đấy. Cây này anh đúng chăm sóc theo chế độ mà cây này tư duy của anh ở cái cây này nó cũng là cao. Mình khi mình làm nó là mình tư duy cao ở cái cây này. Đẹp đấy bạn ạ. Yeah. Cây đẹp. Đây chúng ta vào ngắm cây này bạn ơi. Anh ơi, anh em mình vào ngắm cây này. Cây này làm được bao nhiêu thời gian? Cây này anh làm được nếu mà tính ra cái thì ngọn này lâu lắm đấy. Cũng được 4 năm này. Từ đây lên đến đây. Giật liên tục đi. Đây giật. Để anh lôi cái cổ nó về đây này. Đấy lôi cái cổ này về này. Cái cổ ngày trước nó lảng ra tít ngoài. Đây này. Cái này cái cốt cách đẹp. Kể cả cái này luôn này. Cái ghế hoành này. Trước nó thọc phát này. Mình phải lôi nó lại. Mà cũng giật nhiều. Cây đẹp anh ạ. Ngày xưa cái này nó bé tí thì nuôi. Nhưng cơ bản là mà nó giống thích làm giống kiểu của anh. Nó thích sắp móng. Trước xong rồi khi mình sắp được đủ thành bông rồi mình nuôi. À. Đúng rồi. Từ từ xong rồi lúc hoàn thiện cái nào là dắt bông lên. Có lý. Cây hoàn thiện nhưng vẫn già. Okay. Nếu có một số anh em nuôi là tôi đa phần là nuôi được cút xong rồi giật. Xong cuối cùng là gì? Thành cây nó chéo. Nhất là cái mình vệ sinh. Đây con này anh bây giờ anh cho đây. Em xin chúc mừng anh Tiệp nhá. Hôm nay đến giao lưu với anh một video. Hy vọng rằng trong thời gian tới kênh yêu cây sẽ có nhiều thời gian xuống với Văn Giang giao lưu với các anh nhiều hơn. Em chúc mừng anh ạ. Hôm nào các anh em nhá. À, vâng. Hôm nào